trời, cái đầm của mình đâu có tiêu rồi? Ai lấy vậy trời? Nè nè, bà có nghe chuyện gì chưa? Chuyện khu nhà Cái Lon bị ăn trộm đó. Biết rồi, mà thằng đó cũng biến thái lắm. Cướp gì không cướp, đi cướp đồ phụ nữ. Đúng á, biến thái thiệt. Mất công đi ăn cướp rồi, xong cướp thứ gì quý giá hơn đi, đi cướp đồ đó chứ. Đúng là vô cô biến thái mà. Yumi, hôm nay bạn bị sao vậy? À, ngày hôm qua mình bị mất cái đầm nên mình tiếc lắm mà. Mà cái đầm mình bận mới có một lần à, mấy bạn coi có tức không? Trời ơi, cái tên đó, tới khu này rồi hả? Trời, vậy là phải cẩn thận đó nha. Đúng. Lần này nó cướp đồ, lần sau nó cướp sắt đó. Cướp sắt? Mà nhan sắc như tụi mình, hoa nhường như thiệt. Nguy hiểm đó. Ê, tôi nghĩ mấy tên trộm này chỉ có ở trong truyện tranh thôi chứ. Trong phim cũng có vậy. Ờ ha. Ông ơi, tôi lo cho Yumi của tôi quá. Lỡ Yumi mà gặp chuyện gì với cái nhan sắc ấy. Với cái nhan sắc ấy. Cái gì vậy? Trời ơi, cái mặt này có khi nào. Ê, thôi nha, tôi không phải là người thích mặt đầm đâu nha. Trời ơi, càng nhìn càng giống. Thôi chưa. Tôi nói ông rồi, ông không thể nào ở nhà Yumi 24/24 được. Rồi tôi hỏi ông, lỡ ông gặp tên biến thái đó, ông có trừng trị được không? Chứ bây giờ ông nói thử cho tôi biết coi, giờ tôi còn cách nào khác để làm đâu. Tôi có cách. Cách gì? Báo công an. Ê, có chuyện gì vậy? Cho tham gia với. Không phải chuyện của em, để người lớn người ta nói chuyện. Làm chuyện người lớn nè Long. Giờ sao đây Long? Ê, tôi nghĩ rồi, cái vụ này anh em mình phải nhớ thằng Mẫn. Sao vậy? Thì ông nghĩ đi, anh em mình là người có học, đâu có giỏi trong chuyện đấm đá. Nó vô học nó mới giỏi chứ. Ê, nói cái gì đó? Là nó học nhưng không vô nó mới giỏi đấm đá. Ông thông minh quá Long. Được, tôi đồng ý với ông. Gọi đi, gọi đi. Mẫn. Sao? Nói chung là anh có chuyện này muốn nhờ em. Đệ tử, qua nói cho nó nghe đi. Ai là đệ tử vậy? Bạn Hân, qua nói cho nó nghe đi. Tốt đấy. Bum. Tưởng gì? Mấy chuyện còn con vậy ta sao không nhờ nghe từ đầu? Nhờ là Mẫn ra tay là xong hết, có hiểu không? Hay lắm, mấy đứa nó hay lắm, ra tới hồi bị đập. Cái gì nói cái gì đó, ai bị đập? Làm được không? Sao không được, em mà nhúng tay vô là mọi chuyện ra hết. Vậy bây giờ em thấy nhóm tụi mình nên bắt đầu từ đâu? Ồ, chịu cho em vô nhóm rồi hả? Ừ, giờ có vô không? Ok, nếu mà vô nhóm thì tất cả mọi hành động và lời nói đều phải nghe theo Mẫn này. Đồng ý không? Và điều thứ hai là bây giờ chúng ta phải kêu Yumi đi gặp một người. Ai? Hỗ trợ là hỗ trợ làm sao? Chú cứ ở yên ở đây, chờ điện thoại của con, rồi sau đó chú tới tiếp ứng. Không được. Với một tên biến thái vô cùng nguy hiểm như vậy, các cô các cậu không làm gì được nữa đâu. Hãy để một người có chuyên môn sâu như tôi tập trung toàn bộ lực lượng 500 anh em đến để bắt nó. Thôi chú đừng có làm như vậy. Chú mà đưa 500 anh em của chú tới, thằng biến thái nó thấy có động là nó không xuất hiện đâu. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Chú cứ làm theo kế hoạch của tụi con là được rồi. Được. Tất cả đã nghe rõ chứ? Nghe rõ. Đứng cái bên sao nghe không rõ? Tốt. Tất cả mọi người hãy nghe theo lệnh của tôi. Minh à, tại sao mình không cho mẹ mình biết? Được, Mẫn đã nói rồi, càng nhiều người biết thì mình càng khó bắt tên biến thái hơn. Ờ. Alo, chim chép gọi sao đẹp, chim chép gọi sao đẹp. Sao đẹp nha, sao đẹp nha. Ở trên đó đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tốt, chuẩn bị tiến hành kế hoạch. Yes sir. Sao đẹp ơi, sao đẹp ơi. Ai vậy? Mắm tôm. Cục đá
em không có cái gì thơm hơn hả Long? Gọi tôi chi vậy? Tôi chỉ thử bộ đàm thôi. Mắm tôm à? Ông có tin tôi đánh ông Thành mắm vố luôn không? Cho xin lỗi ngàn lời nhá. Sò đẹp gọi chém chép, sò đẹp gọi chém chép. Chém chép nghe rõ, chém chép nghe rõ. Chém chép có thể nói sơ cho sò đẹp nghe về cái bẫy mà chém chép đã sắp đặt không? Không thể nào, đó là bí mật mà. Cho chị đặt thị ta đường số 32, chị đặt thị ta đường số 32 đón chị lại. Cái gì? Alo, alo. Nhiễu sóng rồi sao á? Nhiễu sóng rồi. Sò đẹp nghe không? Sò đẹp, sò đẹp. Điệp ơi, Điệp ơi, Điệp. Điệp ơi. Bạn lấy điện thoại ra gọi thử coi. Có nó bị gì vậy? Đang lúc căng thẳng mà trời. Dễ dạ trộn rồi, bàn số 42 tái học gà cho khách đem về. Alo. Alo. Phố Nguyễn Trãi, phố Nguyễn Trãi. Alo, bắt máy đi. Hai chiếc taxi cho ba khách đang chờ đường phố Nguyễn Trãi. Nó không bắt máy nè. Hai giờ sao? Điện đem về cho khách em ơi. Để tôi chạy xuống dưới coi thử. Vậy bạn cầm cái này luôn đi. Bạn đứng ở đây nha. Bạn mình biết rồi, nhanh đi. Gà cho khách bằng số 5 em ơi. Phiền ghê luôn á. Trời sao đi trời. Cái gì vậy? Tắt luôn. Hả? Ai đó? Dạ con. Chạm. Bố người ta. Không phải. Không phải. Không phải. Không phải. Không phải. Không phải. Hả? Tên biến thái. Đứng lại. Đứng lại. Anh Tâm. Anh Tâm. Anh Tâm. Anh Tâm. Anh Tâm. Anh tụi con là bạn Yumi, tụi con đây là phụ Yumi bắt tên điện thoại rồi. Mày động nhầm người rồi, mày động nhầm người rồi. Gọi Yumi, bọn tớ bắt được tên biến thái rồi, báo cho bác tổ trưởng dân phố đi. Chờ mày xíu. 500 anh em nghe. Tụi con đã bắt được tên biến thái, chú hãy ta tiếp ứng gấp. Được. 500 anh em sẽ có mặt tại hiện trường trong 5 phút, cô yên tâm. 500 anh em tập hợp, xuất phát. Không phải, đó là đồng bộ nè. Cái gì? Đồng bộ là sao? Nó xạo á. Xạo á. Trời ơi, tao là anh của mày nè, sò đẹp. Mình làm gì có thằng anh đâu, tao là sò đẹp. Sao nó biết mình tên sò điệp? Mày im đi mắm tôm. Mày gọi tao mắm tôm. Mày không nhận ra tao là mắm tôm. Thằng mắm vô. Nghe quen không? Sao nó biết mình là mắm tôm? Có khi nào nó nghe lén mình không? Mày nghe lén. Gì vậy? Tao là Minh nè. Minh nào? Nè Minh nào? Hả? Dạ con là Minh, bạn của Yumi. Trời ơi mặt con sao thấy ghê quá vậy? Dạ, 10 năm nữa con là con rể của bác á. Mà sao con phải dễ dàng vậy? Dạ, chuyện dài dòng lắm. Để con kể từ từ cho bác nghe. Chết, gọi. Yumi ơi, bọn tớ bắt nhầm tên biến thái rồi. Cậu báo cho bác tổ trưởng dân phố đi nhá. 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 Đứng lại, đứng 1, 2 500 anh em nghe đây. Chỉ còn 500 mét nữa là 500 anh em sẽ có mặt. Hả? Cái gì? Ok. 500 anh em nghe đây. Lần sau quay về. 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 Trưởng hả? Tên miếng thái tới rồi chú ơi. Tất cả đứng dậy. Nghiêm. Chúng ta lại có nhiệm vụ. Tất cả xuất phát. Đó. Cứ bình tĩnh nào. Chúng chạy ra
bắt tên biến thái nào. 1, 2, 3. Ôi, chỉ là con mèo. Nhưng Nhi ơi, gọi điện tâm sự với bác tổ trưởng dân phố đi. Chỉ là con mèo thôi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dương lại, đứng 1, 2. 500 anh em nghe đây. Lần này chỉ còn 200 mét nữa thôi là 500 anh em sẽ có mặt. Chú ơi, nó chỉ là con mèo thôi, không có tên biến thái nào hết. Trời ơi, làm ăn như vậy là chết rồi. Làm ăn như vậy thì chừng nào tôi mới hoàn thành nhiệm vụ. Con xin lỗi. Năm trăm anh em về đây. Dạ. Đừng sao, quay về nữa. 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2. Số 1, ô, gia đình là số 1, ô,